Ong thì có mùa nào chúng ta cũng hay gặp, nhưng mà vào cuối mùa này chúng ta hay gặp nhiều hơn. Và chúng nó hay gây những cái vết đốt và có thể gây nên cái dị ứng, hoặc là những cái vết đốt gây nên nhiễm trùng. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Bạn hỏi bác sĩ trả lời của Đông y Tây y Đường. Các bạn thân mến, thời tiết nóng ẩm chính là điều kiện thuận lợi để cho côn trùng phát triển. Các bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng gây ra thường hay gặp vào thời điểm giao mùa này. Vậy đặc điểm của viêm da tiếp xúc do côn trùng gây ra như thế nào? Cách xử lý chúng ra sao? Hôm nay hãy cùng với Hà Trang lắng nghe những chia sẻ đến từ bác sĩ Trần Thị Thu Huyền, bác sĩ chuyên khoa 2 y học cổ truyền, trưởng khoa khám bệnh của phòng khám Đông y Tây y Đường, đi tìm hiểu về căn bệnh này các bạn nhé. Thưa cô, cháu được biết là mỗi côn trùng thì có một loại sinh trưởng khác nhau. Vậy tại thời điểm giao mùa này thì chúng ta sẽ hay bắt gặp các bệnh do côn trùng nào gây ra? Những cái loại côn trùng chúng ta thường gặp, thứ nhất là phải kể đến là muỗi. Chúng hay gây đến các bệnh sốt rét hoặc là sốt xuất huyết. Côn trùng thứ hai đấy là ong. Ong thì có mùa nào chúng ta cũng hay gặp, nhưng mà vào những cái cuối mùa này chúng ta hay gặp nhiều hơn. Và chúng nó hay gây những cái vết đốt và có thể gây nên cái dị ứng, hoặc là những cái vết đốt gây nên nhiễm trùng. Côn trùng thứ ba đấy là dẹp. Dẹp thì thường ở những cái môi trường nóng, ẩm và bẩn, và chúng nó sẽ rất hay gây những cái bệnh ở trên da, ví dụ như là có thể gây ghẻ, ngứa hoặc là bị dị ứng. Và côn trùng cuối cùng mà chúng ta hay gặp ở cái mùa này đấy là chúng ta phải nói đến cái bộ nhảy. Những cái bộ nhảy thì chúng ta hay gặp ở các loại động vật, ví dụ như chó hay mèo, nếu chúng ta không vệ sinh sạch sẽ và cẩn thận. Thưa cô, các tổn thương do côn trùng đốt thì có biểu hiện như thế nào? Cô có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết được không ạ? Giai đoạn đầu thì chúng ta thường thấy nó sưng, tấy đỏ và có nhìn rõ được cái vết đốt của côn trùng. Và giai đoạn sau thì nó mới tấy dần lên và chúng nó tạo thành những cái sẩn phù hoặc những cái sẩn huyết thanh. Thường là chúng ta sẽ dựa vào cái tổn thương và dựa vào yếu tố dịch tễ để chẩn đoán xem là loại côn trùng nào chúng ta bị đốt. Và nếu như trong trường hợp mà chúng ta không xác định được rõ ràng thì chúng ta có thể làm cái kháng thể IgE. Dạ thưa cô, khi chúng ta bị viêm da tiếp xúc do côn trùng đốt như thế này thì chúng ta sẽ làm gì để xử lý chúng ạ? Để xử trí côn trùng đốt thì chúng ta phụ thuộc vào loại côn trùng và mức độ bị tổn thương mà chúng ta sẽ có những cái hướng xử lý khác nhau. Ví dụ như là bị 1-2 nốt côn trùng thôi thì chúng ta sẽ xử lý tại chỗ. Chúng ta có thể dùng kem mỡ kháng sinh hoặc là corticoid để giảm ngứa, giảm phù nề. Dạ thưa cô, Đông y thì sẽ điều trị bệnh này như thế nào ạ? Trong những trường hợp mà bệnh nhẹ này, mới bị này, thì chúng ta có thể sử dụng những cái lá cây quanh nhà để chúng ta xử lý trong những trường hợp bị côn trùng cắn. Cụ thể là chúng ta có thể lấy lá bạc hà này, kinh giới này, tía tô này, hoặc là lá trà xanh, hoặc là kim ngân hoa, chúng ta đun nước lên và chúng ta rửa tại cái vùng bị côn trùng cắn và xử lý. Tất nhiên là chỉ với những trường hợp nhẹ thôi, còn trường hợp nặng thì chúng ta không nên xử lý bằng những cái loại lá cây thông thường như vậy. Dạ thưa cô, cách phòng ngừa và hạn chế việc bị côn trùng đốt thì chúng ta sẽ làm như thế nào ạ? Để tránh bị côn trùng cắn thì việc mà chúng ta phải làm quan trọng nhất là chúng ta phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là cái môi trường sống ở xung quanh chúng ta. Việc thứ hai là trước khi đi du lịch hoặc đi xa thì chúng ta nên dùng cái thuốc xịt để chống côn trùng cắn. Và thứ ba nữa là chúng ta lưu ý khi chúng ta mặc quần áo hoặc là rửa mặt ở những cái nơi mà ẩm thấp ấy, chúng ta nên giữ thật sạch sẽ để tránh những cái côn trùng, ví dụ như là bọ rời hoặc là những cái bọ chét ấy, nó sẽ bám vào khăn mặt và bám vào da của chúng ta, nó gây nên cái tình trạng bị dị ứng như vậy. Vừa rồi chúng mình đã được lắng nghe những chia sẻ đến từ bác sĩ Thu Huyền về căn bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng gây ra. Các bạn thân mến, chúng mình có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại bình luận ngay dưới video này. Chúng mình đang tìm hiểu và đang có các thắc mắc về các khoa như da liễu, nam khoa, phụ khoa, cơ xương khớp. Hãy gọi trực tiếp từ số hotline 0789 502 555 để được các bác sĩ tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Chúng mình còn có thể khám trực tiếp với các bác sĩ tại phòng khám Tuệ Y Đường, địa chỉ số 166 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!